Giờ tôi đã về rồi. Ông không nói nữa. Ông từ ngày hôm qua tới sáng này luôn. Chắc ở nhà chắc vợ con mình đang đợi mình lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ về trước nha. Rồi. Xảy lắm. Về ngon nha. Rồi. Bà bạn về nha. Xảy cái lắm rồi. Giờ một cái xe một cái không nói luôn. Ông từ ngày hôm qua tới ngày nay chồng mới về nhờ vợ quá. Vợ ơi. Khóa cứ rồi, chắc vợ đi làm rồi. Bạn mình uống rượu. Từ ngày hôm qua tới ngày nay luôn. Hết ly này mua ly khác. Chắc vợ mình bỏ mình rồi. Dục hết cả chiếu cả gì để cho này luôn. Mình phải làm sao đây? Ông rượu hôm nay chắc mình chết chắc rồi. Không lấy được vợ nữa. Đang đói cơm mà đóng cửa rồi, cũng cho mình vào nhà. Thôi, chắc mình lấy cái này mình đem về hết, về nhà mẹ mình thôi. Vợ mình ác quá. Có ông rượu ngày nay thôi. Gia lưu có ăn em chứ mày. Ra khỏi nhà rồi. Về ngày hôm qua là được rồi. Chị về mà không biết. Không có rượu thì buồn nôn. Không có làm gì được. Phải bày cái rượu cơ mới tỉnh được. Lục cái bát ra.
Ui, còn 5.000 mua cái gì được chứ? Ui, cái rượu như trên này nhầm nho gì? Như thế này sao mà đủ cái rượu được? Ui, phải làm gì bây giờ? Đi đâu vậy? Mày không biết đọc chữ à? Nè, đọc đi. Uống rượu vợ bỏ. Hả? Ừ, đúng rồi đó. Biết uống rượu vợ mới bỏ nè. Thế mà tin đi đâu? Thôi, mình phải đi khoản về nhà mẹ chứ đi đâu nữa. Thôi, khoản về. Gì nữa? Tao có cái buồn nôn nè. Có cái buồn nôn à? Wow. Phải chơi luôn. Okay. Đi luôn. Đi lên xe luôn. Phải mới tình rượu cơ. Đúng rồi, không có cái này phải có. Không có rượu thì buồn hơn. Để chú chặn nha. Ta đang cầm cuốc hả? Đi làm chứ đi đâu nữa? Ui, đi làm hả? Thôi, uống cái này này cho vui. Ừ, đúng rồi á. Uống cái này đi, đi làm không có vợ đâu. Đúng rồi. Để bố mẹ mình làm cũng được. Mình thành niên mình còn khoe mà uống rượu đi. Không đi làm cặp đất ăn cướp à? Không đi làm cặp đất ăn cướp à? Mày láo nhỉ? Thế tao hỏi mày, một ngày mày ăn mấy buổi? 3 buổi chứ bao nhiêu? Thế tao cũng có 3 buổi thêm cái rượu đây nữa này là 4 buổi nè. Đúng rồi. Thôi mà tính đi có đi không? Sao thế sao? Ừ nhỉ, nó cùng nói con cũng có lý ha. Nó ở nhà thì 4 buổi 4 cái rượu, mình thì làm ngày mệt chết đi được. Thế mà tính sao? Hay tụi bay dám lừa tao hả? Bỏ đi làm người. Bạn ơi, có chuyện gì tôi tự nói. Thôi mình đi. Nói gì chứ? Làm mình hết hồn. Đúng rồi. Giữ chặt nha.
tôi rót rượu trước đi, để tôi lấy cái chiếu. Ok, chưa có chiếu sao mà rót rượu? Cứ rót trước đi. Đây. Thôi rót đi. Phép anh em mình làm trước nha. Đây bạn. Xin phép. Có rượu phải sướng nhất. Chết cho rượu rồi, sống cho rượu rồi. Đó. Xin phép nha. Rượu ngon quá. Wow. Anh em chúng ta sẽ về đi. Mình ở nhà mình nhớ mẹ mình lắm. Mình cũng nhớ vợ lắm mà. Mình cũng vậy, nhớ vợ lắm. Đi về đi. Thôi, đừng chạy. Thôi, mình về đi. Này. Nên mình không về, chắc về nhà mình có chuyện giống như siêu đèn này, có ở nhà riêng rồi này. Đó. Đi. Ai chở đây? Thôi để mình chở đi. Chở đi. Mày say lắm rồi. Quay đầu đi. Được rồi. Xe sau mà số nhiều quá hả? Rồi lên đây. Rồi lên đây. Lên trước đi. Lên đi. Lên nhanh lên. Lên trước đi. Thank you.
rượu này. Ha 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 ha!